Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Tin Tức Sao Việt. Và ngay sau đây là tin tức công chúa Bảo Ngọc căng thẳng cực độ vì gặp rắc rối với giọng hát. Mời các bạn cùng theo dõi. Huấn luyện viên Phan Ngọc Luân cho biết chưa bao giờ thấy cô bé căng thẳng đến vậy. Trong live show 8 chương trình Gương Mặt Thân Quen Nhí, Bảo Ngọc sẽ phải hóa thân thành nữ danh ca Vương Khánh, vốn sở hữu chất giọng miền Tây ngọt liệm. Nhưng đến khi thử sức với giọng Huế, Bảo Ngọc lại tỏ ra khá lúng túng và bỡ ngỡ vì không thể phát âm giống phiên bản chính. Phan Ngọc Luân đã thừa nhận rằng chưa bao giờ thấy học trò cưng của mình căng thẳng đến vậy. Tuy vậy, ngoài những giờ phút tập luyện hăng say, công chúa vẫn vui vẻ đùa rằng chắc con phải nói mẹ cho uống thêm nhiều nước muối để giọng con ngọt giống cô Vân Khánh quá. Một điều mà con rất thích là cô rất đẹp và dịu dàng, không có quậy như con. Huấn luyện viên Phan Ngọc Luân hỗ trợ hết mình để Bảo Ngọc tỏa sáng. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi và hãy nhấp đăng ký kênh miễn phí của chúng tôi để có thể theo dõi những clip đặc sắc và hấp dẫn tiếp theo.